Xin chào quý mệnh chủ, tuổi Đinh Sửu 1997. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi lời xin chúc sức khỏe, công việc được thuận lợi, gia đạo bình an, luôn luôn gặp mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay chương trình sẽ lục nhỏ tất cả các tuổi hàm yêu và hàm cưới, có 49 tuổi vừa nam và nữ tất cả để cho bạn chọn. Mong sao tìm ra được một người yêu thật lý tưởng và tâm đầu ý hợp, đó cũng là niềm vui và hạnh phúc của ban biên tập. Mong bạn hãy nên coi hết video này. Sau đây là phần lục nhỏ chi tiết các tuổi hợp yêu, hợp cưới cho Đinh Sửu 1997, cả nam và nữ. Chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ, xin bạn hãy xem. Phần 1. Xem các tuổi hợp cưới cho tuổi Đinh Sửu 1997 năm mẹ có Thiên can, Đinh, địa chi Sửu, ngũ hành bản mệnh, giáng hạ thủy, cung phi, phấn. Các tuổi hợp và không hợp dưới đây có tất cả 20 tuổi từ 1992 đến 2011. Xin bạn hãy chọn. 1. Người tuổi Nhâm Thân 1992, tổng điểm đánh giá 33/100. 2. Người tuổi Quý Dậu 1993, tổng điểm đánh giá 28/100. 3. Người tuổi Giáp Tuất 1994, tổng điểm đánh giá 79/100. 4. Người tuổi Ất Hợi 1995, tổng điểm đánh giá 71/100. 5. Người tuổi Bính Tý 1996, tổng điểm đánh giá 39/100. 6. Người tuổi Đinh Sửu 1997, tổng điểm đánh giá 74/100. 7. Người tuổi Mậu Dần 1998, tổng điểm đánh giá 67/100. 8. Người tuổi Kỷ Mão 1999, tổng điểm đánh giá 25/100. 9. Người tuổi Canh Thìn 2000, tổng điểm đánh giá 39/100. 10. Người tuổi Tân Tỵ 2001, tổng điểm đánh giá 38/100. 11. Người tuổi Nhâm Ngọ 2002, tổng điểm đánh giá 28/100. 12. Người tuổi Quý Mùi 2003, tổng điểm đánh giá 67/100. 13. Người tuổi Giáp Thân 2004, tổng điểm đánh giá 72/100. 14. Người tuổi Ất Dậu 2005, tổng điểm đánh giá 35/100. 15. Người tuổi Bính Tuất 2006, tổng điểm đánh giá 74/100. 16. Người tuổi Đinh Hợi 2007, tổng điểm đánh giá 71/100. 17. Người tuổi Mậu Tý 2008, tổng điểm đánh giá 34/100. 18. Người tuổi Kỷ Sửu 2009, tổng điểm đánh giá 34/100. 19. Người tuổi Canh Dần 2010, tổng điểm đánh giá 35/100. 20. Người tuổi Tân Mão 2011, tổng điểm đánh giá 28/100. Phần 2. Xem các tuổi hợp cưới cho tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng có Thiên can, Đinh, địa chi Sửu, ngũ hành bản mệnh, giáng hạ thủy, cung phi, chấn. Các tuổi hợp và không hợp dưới đây có tất cả 29 tuổi từ 1973 tới 2001. Xin bạn hãy chọn. 1. Người tuổi Quý Sửu 1973, tổng điểm đánh giá 67/100. 2. Người tuổi Giáp Dần 1974, tổng điểm đánh giá 29/100. 3. Người tuổi Ất Mão 1975, tổng điểm đánh giá 46/100. 4. Người tuổi Bính Thìn 1976, tổng điểm đánh giá 44/100. 5. Người tuổi Đinh Tỵ 1977, tổng điểm đánh giá 40/100. 6. Người tuổi Mậu Ngọ 1978,
tổng điểm đánh giá 67, 5/100. 7. Người tuổi Kỷ Mùi, 1979, tổng điểm đánh giá 64, 5/100. 8. Người tuổi Canh Thân, 1980, tổng điểm đánh giá 35, 5/100. 9. Người tuổi Tân Dậu, 1981, tổng điểm đánh giá 58/100. 10. Người tuổi Nhâm Tuất, 1982, tổng điểm đánh giá 72/100. 11. Người tuổi Quý Hợi, 1983, tổng điểm đánh giá 33/100. 12. Người tuổi Giáp Tý, 1984, tổng điểm đánh giá 42/5/100. 13. Người tuổi Ất Sửu, 1985, tổng điểm đánh giá 44/5/100. 14. Người tuổi Bính Dần, 1986, tổng điểm đánh giá 34/5/100. 15. Người tuổi Đinh Mão, 1987, tổng điểm đánh giá 76/5/100. 16. Người tuổi Mậu Thìn, 1988, tổng điểm đánh giá 74/5/100. 17. Người tuổi Kỷ Tỵ, 1989, tổng điểm đánh giá 35/5/100. 18. Người tuổi Canh Ngọ, 1990, tổng điểm đánh giá 50/5/100. 19. Người tuổi Tân Mùi, 1991, tổng điểm đánh giá 52/100. 20. Người tuổi Nhâm Thân, 1992, tổng điểm đánh giá 43/100. 21. Người tuổi Quý Dậu, 1993, tổng điểm đánh giá 55/100. 22. Người tuổi Giáp Tuất, 1994, tổng điểm đánh giá 39/5/100. 23. Người tuổi Ất Hợi, 1995, tổng điểm đánh giá 30/5/100. 24. Người tuổi Bính Tý, 1996, tổng điểm đánh giá 72/5/100. 25. Người tuổi Đinh Sửu, 1997, tổng điểm đánh giá 74/5/100. 26. Người tuổi Mậu Dần, 1998, tổng điểm đánh giá 39/5/100. 27. Người tuổi Kỷ Mão, 1999, tổng điểm đánh giá 59/5/100. 28. Người tuổi Canh Thìn, 2000, tổng điểm đánh giá 64/5/100. 29. Người tuổi Tân Tỵ, 2001, tổng điểm đánh giá 28/100. Qua các chỉ số như trên, về thiên can, địa chi, bản mệnh, cung phi, cung sanh, cung cưới và phép Kali, chúng tôi đã phân tích và chấm điểm đánh giá tuổi nào phù hợp nhất. Tuy nhiên, khá gắt gao về chỉ số nên sẽ có rất ít trường hợp đạt chỉ số cao. Nên cách tốt nhất, quý mệnh chủ cần lựa chọn đối tượng phù hợp bản thân mình là được. Tuy nhiên, đời người còn có duyên số, chúng ta không thể lựa chọn được, mọi việc tùy duyên mới thuận đạo lý tự nhiên. Để có một cách nhìn cụ thể và chính xác hơn, các bạn có thể tìm gặp các thầy mệnh lý về tử vi, tứ trụ mới luôn giải chính xác cái bản thân mình cần. Xin hết. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký ngay và like ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận nhiều thông tin bổ ích nữa và chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Chinh Phương Rim xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo.